Hàm mà sợ tốn tiền, đại gia mà sợ tốn tiền, lúc giàu lúc nghèo chị ăn cái này bị đầy chị đói. Mày thà ghê, chị đang nói câu gợi nhiệt, giàu mà không tiết kiệm đói liền tay. Cái gì? Giàu mà không tiết kiệm đói liền tay. Cái câu gì ai nói với mình nữa? Là đầu tiên nghe. Đúng rồi. Mình nói biết nè. Nhưng mà chị Hai có câu của mình lần đầu tiên nghe chị Hai nói. Ý là ai đó nói với chị á, nhớ ai. In vô trong não vậy rồi. Rồi tiết kiệm chứ. Rồi, rồi tiết kiệm chứ. Tiết kiệm cho sữa con cái khác nha, tính sau. Không, tiết kiệm cái gì đó mua chi luôn đó. Ừ, tồi. Chuyển khoản thôi. Mất mơ sư. Dám rồi sáng mở hàng hơi bệnh cao. Mở hàng buổi chiều. Chiều hơi bèo dạng mây trôi. Mua cái chi mà quá áp. Mà sữa răng mọi người ghiền ghế ra. Tiếp tục hành trình nữa. Mà thấy chưa có đặt cặp nhưng mà lên mạng đã nào á, phút á, đây là bị hại.
Tiên mấy nhìn xương xương quá kìa, nhìn vô đúng được mấy con đầu luôn rồi. Kiểu này vậy một của chạy lấy người qua đây. Ta đi một phút chóng mặt luôn. Chóng một phút.